hai con giáp lúc trẻ nghèo khổ, lận đận vất vả đủ đường, đôi lúc còn cảm thấy cuộc sống bế tắc, còn luôn tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy. Tuy nhiên, khi về già lại giàu có hết phần thiên hạ, bất ngờ đổi vận đổi đời sau 35 tuổi, may mắn cứ liên tiếp, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến, muốn nghèo cũng không được. Xin kính chào quý vị, quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị, quý anh chị và các bạn quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và anh chị, các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị, quý anh chị và các bạn thân mến, theo tử vi học, Phương Đông có nói, mỗi người sinh ra đều được định cho mình một cái số mệnh và một cái cuộc đời riêng. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, mũ bạc, sướng từ trong trứng sướng ra, đẻ ra đã vượt qua vạch đích. Chẳng cần phải làm gì, ra đời cũng đã thừa hưởng được cả tài sản cơ nghiệp bạc tỷ, cách xù, tiền tiêu đến mấy đời cũng không hết. Đã vậy, họ còn được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối, dạy tất cả những cái bí kíp kiếm tiền và làm giàu. Đã giàu thì lại càng thêm giàu, nhà đẹp, xe sang, vợ đẹp, suốt ngày đi du lịch, ăn nhà hàng, đời sống sung sướng như tiên, tiền tiêu như núi. Nhưng cũng có những người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra đã sống trong một cái gia đình nghèo khó, cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suốt đời lam lũ khổ cực, làm mãi cũng không thể ngóc đầu lên được. Đã thế, quá nhiều cái vận đen, những cái xui xẻo nó cứ thế ở đâu, liên tiếp nó kéo đến triền miên trong cuộc đời của họ. Tiền bạc theo đó mà cũng đội nón ra đi, thậm chí họ còn nợ nần chồng chất, sống khổ hơn là chết. Cũng có nhiều cơ hội làm giàu, nhưng mà vì thời vận nó thay đổi, tiểu nhân hãm hại, nên là sẽ vỡ nợ, mất hết, nghèo khổ, bi thương, mạt kiếp. Ở số phận cứ như là đang trêu đùa với họ vậy. Lại có những người mà sướng trước khổ sau, lúc trẻ vinh hoa phú quý, khi về già thì lại nghèo khổ, nghèo đói khổ cực, tụt xuống vực thẳm mà chẳng bao giờ thoát lên được. Nhưng đó không phải là những con giáp mà được nói đến trong chương trình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp nghèo khổ, đen đủi, vận hạn thừa có khi còn trẻ. Những tưởng họ sẽ rơi vào những cái bế tắc trước số phận, nghèo khổ suốt cả đời, nhục nhã một kiếp người. Vậy mà đến một thời điểm nhất định nào đó, chính là sau 35 tuổi, thì các sao phúc tinh và lộc tinh nó bất ngờ nó thay đổi vị trí, chiếu thẳng vào bản mệnh, khiến cho tiền bạc lũ lượt tự nhiên kéo về, may mắn bất ngờ liên tiếp, khiến cho họ cũng phải choáng váng. Thập nhị bát tú cũng thay đổi vị trí, khiến cho quý nhân, thần tài chỉ lối, dẫn đường phù hợp cho họ trở nên thông tuệ, nhanh nhẹn với cái thời cuộc này. Các hung tinh, các sát tinh, các bại tinh cũng bất ngờ dịch chuyển, làm mọi thứ khó khăn, vướng mắc tự nhiên biến đâu đi mất. Mọi sự hanh thông, thuận lợi, phi thường. Sau giai đoạn này, giàu nhanh chóng mặt, giàu nứt tường đổ vách, khiến không ít người phải đỏ mắt vì ghen tị. Vậy, đó là những con giáp nào? Quý vị và các bạn có là một trong những con giáp may mắn đó hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Nếu quý vị còn băn khoăn thắc mắc về cái lá số tử vi của mình, xin mời quý vị hãy comment những cái thông tin chi tiết ngày tháng năm sinh, giờ sinh, giới tính và cái vấn đề mà quý vị cần được giải đáp. Ban biên tập chương trình sẽ trả lời miễn phí cùng quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và sau đó nhấn vào tín hiệu chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất, hay nhất mà ban biên tập chương trình gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hai con giáp càng già càng giàu, đổi vận đổi đời, hồng phúc trời ban. Nghèo khóa quá đủ rồi, hai con giáp sau 35 tuổi, vận mệnh sẽ xoay ngược dòng, may mắn, phúc phận, tài phú bùa vây, chúng lớn liên tục, cuộc sống trở nên viên mãn đủ đầy hơn. Có lẽ trên đời này thì chẳng ai mong mình già đi cả, nhưng mà những con giáp này có lẽ lại thích già đi hơn bởi họ có hậu vận cực tốt. Tuổi càng nhiều thì tài lộc lại càng dồi dào hơn. Họ thuộc tuýp những con giáp khổ trước sướng sau, lăn lộn vất vả suốt cả thời thanh niên trai tráng, để khi đến già thì càng về già lại càng nhàn nhã thanh thản, tận hưởng cái thành quả cuộc đời mình. Những khốn khổ tủi nhục bất an trước đó của tuổi trẻ đã trở thành cái gia vị trong cái tương lai của họ,
Khi có tất cả tiền bạc và danh vọng, họ sẽ mỉm cười và hoài niệm về những cái ngày khốn khó đó. Với cái sự thấu cảm và cái hạnh phúc sâu sắc, sách Tử Vi có viết trong số 12 con giáp sẽ có 2 con giáp được Thượng Đế chiếu cố hết mực. Các bạn có tò mò đó là những con giáp nào hay không? Nếu bây giờ vẫn chưa có gì và vẫn đang nghèo khổ thì cũng không được nản lòng, thoái chí. Những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ đón các bạn ở phía trước. Đừng bao giờ quý vị đánh mất cuộc đời đáng quý này. Biết đâu các bạn lại đứng ở vị trí đầu bảng, một trong những con giáp cực kỳ may mắn thì sao? Tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước. Con giáp may mắn đầu tiên trong danh sách những con giáp được khổ trước sướng sau, càng già càng giàu, thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ trời sinh đã có quý khí, được Phật Phổ Hiền Bồ Tát độ mệnh, là người có sức phán đoán mạnh mẽ, rất thích hợp với chuyện buôn bán và đàm phán. Cuộc đời có rất nhiều may mắn, cắt lợi, sự nghiệp thì thành công, mỹ mãn. Vì ngoài trí tuệ thì tuổi Tỵ còn được thời cơ và may mắn nó đến và đổi đời sau 35 tuổi. Càng già lại càng được phúc tinh, tài tinh giúp sức. Làm một thì được 10, giàu có hơn người, hậu vận, sung sướng, tốt đẹp phi thường. Càng về già, vàng bạc càng chất đống. Trong tử vi phương Đông có nói, để nói về những con giáp càng già càng giàu thì không thể không nhắc đến những người tuổi Tỵ. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, lặn lội vất vả suốt cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, để đến khi về già lại gì càng nhà già càng nhàn nhã, thanh thản tận hưởng những cái thành quả cả cuộc đời của mình, an nhiên tự tại, sống sung túc đủ đường. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ quan hệ xã hội rất là tốt, cũng dễ được tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trong cuộc đời thì được quý nhân san sẻ bớt những gánh nặng, đưa đường chỉ lối và có được cái cơ may hiếm có để phát tài trong những cái thời điểm bất ngờ. Những người tuổi Tỵ thường có thiên bẩm làm thiên tài chính trị và kinh doanh sáng tạo. Rất nhiều người tuổi Tỵ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với những cái ý tưởng kinh doanh độc đáo, và nhiều tuổi Tỵ tỷ phú sớm gặt hái được những cái thành công và nổi tiếng trên thế giới. Rất nhiều thiên tài chính trị và kinh doanh tuổi Tỵ có tầm ảnh hưởng quốc tế như là gì? Abraham Lincoln, vị tổng thống tài ba năm 2009, tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Abraham Lincoln đã được các sử gia bình chọn là một trong nhà lãnh đạo tài ba nhất thế giới. Theo đó, Lincoln trở thành tổng thống nước Mỹ tài ba nhất trong lịch sử. Trường hợp kế tiếp là Muhammad Gandhi ấy, vị anh hùng của người Ấn Độ, đúng không ạ? Ông đã được hàng triệu người dân Ấn Độ gọi là, với một cách tôn kính là Muhammad, có nghĩa là gì? Là linh hồn lớn, vĩ nhân, hoặc là gì? Là đại nhân. Ông là người cha già giải phóng cho dân tộc của Ấn Độ. Tại Việt Nam có thể kể đến với cái tên như ông Phạm Văn Bự, chủ tịch Ngân hàng Đông Á, ông Mạnh Thiện Đức, chủ tịch Ngân hàng Phương Đông, ông Đỗ Minh Phú, chủ tịch Vàng Bạc Đá Quý Doji Group và Tiền Phong Banh, bà Mai Kiều Liên, một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953 tuổi Quý Tỵ, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Trời sinh những người tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, lanh lợi. Họ biết nắm bắt lấy những cái cơ hội, nắm bắt lấy cái thời cơ để xây dựng cái cuộc sống viên mãn và đủ đầy. Những người cầm tinh côn rắn thường sở hữu cái ham muốn làm giàu vô cùng là mạnh mẽ. Họ luôn ý thức được việc phải tạo dựng cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, đủ đầy về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Họ luôn tìm ra được những cơ hội kiếm tiền tiềm ẩn mà những người khác khó có thể tìm thấy được. Cái sự tận tụy, sự nhiệt thành trong công việc mang lại cho họ những thành tựu, đặc biệt là cái nguồn thu nhập ngày càng dồn dào và ổn định hơn. Bước vào cái độ tuổi trung niên, những người tuổi Tỵ sở hữu cái khối tài sản khổng lồ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Họ được tận hưởng cái tuổi già trong cái sự đầm ấm, giàu có và hạnh phúc. Tuổi Tỵ thì vận mệnh thời trẻ thì không tồi, song do cái tính cách có chút tự cho mình là nhất, kiêu ngạo, nên là trong công việc họ thành công dễ nhưng mà cũng dễ bị thất bại. Tuổi Tỵ là những người thông minh, khéo léo, song còn chưa biết lượng sức mình hay bị nóng vội. Đúng như câu nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Thành công ở độ tuổi vãn niên
của những người tuổi Tỵ tuy muộn nhưng lại rất đậm đà. Nếu như chẳng may ở độ tuổi 30 vẫn lận đận dậm chân tại chỗ thì các bạn cũng đừng quá lo lắng. Tuổi Tỵ là một trong những con giáp được trời ban cho nhiều cái phước lành, nhiều cái phúc lộc bất ngờ, và điều đó sẽ chứng minh rằng khi họ qua cái tuổi 35, ở giai đoạn này tuổi Tỵ sẽ gặp bất ngờ khi mà cái sự nghiệp, tiền tài thì đều được viên mãn đủ đầy, làm gì thì cũng được thuận lợi và suôn sẻ. Từ tuổi 40 trở về sau thì chỉ việc sống nhẹ nhàng, thoải mái, bình yên bên những người mình thương yêu nhất và với những cái thành quả đạt được khi mình cống hiến trong suốt cái thời thanh xuân. Hậu vận là chuỗi ngày an nhàn, hưởng phước lành và tiêu tiền hoài không hết. Hơn nữa, vinh hoa phú quý cho phần đời còn lại và tạo phúc cho con cháu đời sau. Những người tuổi Tỵ càng trưởng thành sẽ càng rèn luyện được bản thân. Những cái sóng gió không khiến họ gục ngã mà chỉ giúp những người tuổi Tỵ có thêm những cái bài học quý báu sau bao lần kiên cường đứng dậy. Ở cột mốc 35 tuổi thì những người tuổi Tỵ sẽ bước vào một cái thời kỳ phát triển rực rỡ nhất trong cái lịch sử sự nghiệp. Đây là lúc những người tuổi Tỵ cần phải chớp lấy cái thời cơ. Sẽ có rất nhiều cái thành công đến sau một đêm với những người tuổi Tỵ ở tuổi 35 này. Thành công này là do vận may đặc biệt cộng với cái sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mà ra. Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội tốt xấu xung quanh mình để xây dựng cái cuộc sống được viên mãn và đủ đầy hơn. Thưa quý vị, trong số 12 con giáp thì tuổi Tỵ là những con giáp, những người sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, những thử thách. Họ biết thay đổi bản thân một cách tốt hơn để thích ứng với cái môi trường, để tìm được những cái điều hoàn hảo. Những người tuổi Tỵ tuy có suy nghĩ nhiều nhưng họ không quá phức tạp vấn đề. Những điều không thể làm thì chấp nhận cho qua và tìm cái hướng đi mới. Nhờ vậy mà cái cuộc sống thì trôi qua một cách êm ả, không quá phức tạp, khó khăn thì cũng không làm cho họ khó chịu. Tử vi học có nói, sau 35 tuổi thì đa số những người tuổi Tỵ đều gặt hái được nhiều cái thành công. Dù không quá giàu nhưng mà gì cũng khiến cho họ được có ít nhiều của ăn của để. Sự nghiệp thì vững chắc, ổn định, tài vận thì mỗi ngày một tăng tiến. Thì nhìn chung, hậu vận của những người tuổi Tỵ tận hưởng cái cuộc sống viên mãn, an nhàn. Những người tuổi Tỵ sinh theo các tháng âm lịch sau đây sẽ được may mắn hơn nhiều so với các những người tuổi khác. Những người tuổi Tỵ sinh vào tháng 3 âm lịch thì có trí thông minh, lỗi lạc, học thức thủy yên thâm, có ý tưởng và có một cái cuộc sống lý tưởng rõ ràng và khả năng tùy cơ ứng biến một cách nhanh nhẹn. Do đó, họ sẽ có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc ngập tràn trong cái tiềm bạc. Cơ may đổi đời, làm ăn thì trúng lớn, đấy, giàu có nhất vùng sau 35 tuổi. Những người sinh vào tháng 5 và tháng 6 âm lịch, thì những người tuổi Tỵ mà sinh vào tháng 5, tháng 6 âm lịch, con giáp này sở hữu cái trí tuệ minh mẫn hơn người. Hơn nữa, họ có sự gan dạ và cái ý chí kiên cường, hiếm thấy. Những người tuổi Tỵ sẽ hưởng một cái cuộc sống hạnh phúc, phú quý khi mà bước vào cái thời trung vận. Khó khăn và cái khổ cực, con giáp này đã nếm đủ rồi. Khi bước qua tuổi trung vận, họ sẽ một bước lên mây, ôm tiền tỷ trong phút chốc, trở nên là cực kỳ viên mãn. Nếu như mà sinh vào tháng 4 âm lịch thì những người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống thì sẽ được phú quý giàu sang viên mãn suốt cả cuộc đời. Cơ hội đến với họ nhiều như lá trong rừng sau 35 tuổi, phúc lộc thì chảy vào nhà như thác lũ, tiền nhét chật kép, ôm trọn tiền tỷ trong tay. Nếu mà những người tuổi Tỵ sinh vào tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Tỵ thông minh hơn người, tài hoa xuất chúng, nên có thể gây dựng được cái sự nghiệp vĩ đại, làm rạng rỡ tổ tiên, được con cháu ngưỡng mộ, vàng bạc chất đống như núi trong nhà. Những người ngoài nhìn vào thì có thể nghĩ rằng tuổi Tỵ đạt được những thành quả một cách dễ dàng, số phận an nhàn, song lại không hề biết những cái ẩn chứa trong đó là gì. Năm 10 năm chật vật phấn đấu, lăn lộn với thị trường, không ít lần là gì đổ mồ hôi sôi nước mắt. Không chỉ có vậy, hậu vận rực rỡ với cái công danh sự nghiệp, tiền tài danh vọng mà những người tuổi Tỵ có một cái gia đình hạnh phúc, con cái thì thông minh, ngoan ngoãn, khiến cho nhiều người khác phải ao ước. Nếu những người tuổi Tỵ trong cuộc sống mà chú ý đến những cái điều sau đây thì chắc chắn là thành công, tiền bạc sẽ đến với họ sớm hơn rất nhiều.
Nếu như những người tuổi Tỵ thực sự để tâm vào cái hạnh phúc, tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến, giàu có và thành công sẽ sớm trong tầm tay họ. Hơn nữa, sinh vào cái năm Tỵ là những người giàu tình cảm. Tuy nhiên, nhược điểm của họ chính là để tình cảm, để cảm xúc đôi khi nó lấn át cái ý chí. Dù là trong công việc hay là trong chuyện tình cảm, thì những người tuổi Tỵ hay bị kích thích quá mức, không phân biệt được những cái đúng cái sai, nên thường hành động sai lầm, dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng. Do đó, để tránh gặp phải những cái phiền toái, những cái rắc rối, thì những người tuổi Tỵ nên tách biệt riêng công việc với tình cảm và đời sống, cần phải có lý trí rõ ràng hơn. Bề ngoài, những người tuổi Tỵ tuy là khiêm tốn, lịch sự, nhưng thực ra lại là những người ngoan cố, bướng bỉnh. Họ chỉ nghe theo những lời khuyên bảo của những người mà họ thích và họ ngưỡng mộ mà thôi. Tuổi Tỵ nên biết rằng lúa chín thì cúi đầu. Đấy, càng là những người có tầm cao ấy, giàu có thực sự, thì họ lại càng khiêm tốn và dễ chấp nhận cái cuộc sống hơn. Nếu những người tuổi Tỵ biết đặt cái tôi của mình xuống thấp hơn một chút, họ sẽ sớm đạt được những cái thành công không ngờ tới. Rồi ai cũng phải nể trọng, kính phục các bạn mà thôi. Xin được chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp may mắn đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến trong video ngày hôm nay. Và để mang lại cái may mắn, mang lại cái sự hanh thông cho mình trong thời gian tới, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Vòng tam hợp quý nhân là một cái pháp khí phong thủy sử dụng cái cát khí của tam hợp. Nó sẽ mang lại cái may mắn và mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Tỵ. Cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu khi mang theo bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp hóa giải những xung khắc, những thị phi và cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó, khi mà cái hạn thị phi tai ách không còn thì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Trong công việc thì luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc trở nên trôi chảy, hanh thông thuận lợi. Nếu lỡ gặp khó khăn, gặp trắc trở trong công việc thì cũng sẽ được quý nhân kịp thời tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc trở nên trôi chảy hơn và công việc trở nên suôn sẻ, thuận lợi, hanh thông, thì tiền bạc nó cũng vượng tiến với những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Vậy nên những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái may mắn và cái tài lộc cho mình. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và khi thỉnh vật phẩm thì quý vị hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình. Khi đó, vật phẩm phong thủy mới phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Con giáp may mắn thứ hai thuộc top những con giáp càng già càng giàu, đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, để trả lời câu hỏi con giáp nào càng già càng giàu thì tuổi Thìn sẽ lọt vào danh sách vàng này. Để biết vì sao những người tuổi Thìn lại được thượng đế ưu ái như vậy thì trước tiên chúng ta hãy xét qua về vận trình tử vi của những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn có phúc tinh, tài tinh, tử vi nó cao chiếu, chỉ đường dẫn lối, được Phổ Hiền Bồ Tát độ mệnh, trong cuộc đời thì gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Đây là những người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều cái thành công lớn. Những người này cả đời thì gặp nhiều cái điều may mắn, có lộc trời ban, phúc tinh cao chiếu, tài tinh dẫn lối, chỉ đường, tiền đồ thì sáng lạng, công danh thì hiển hách. Thường không hay gặp phải những cái lo lắng, những cái muộn phiền trong cuộc sống. Cuộc sống của họ được hạnh phúc và yên ấm hơn. Con giáp tuổi Thìn là những người con cưng của trời đất, sinh ra đã được định số giàu sang. Càng có tuổi thì tiền vàng càng kéo về nhiều và ngày càng trở nên hạnh phúc viên mãn. Những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của những con rồng. Họ là những người luôn theo đuổi cái sự nghiệp, quyền lực và cái sự giàu có. Do đó, dù bất kể trong cuộc sống có khó khăn như thế nào chăng nữa, họ đều có thể vượt qua được nhờ cái bản lĩnh phi thường của mình. Một bộ phận đặc biệt những người tuổi Thìn có thể gặt hái được những cái thành công khi mà ở tuổi trẻ. Họ không những công thành danh toại mà những người tuổi Thìn còn có được quyền cao chức trọng, được mọi người kính trọng, nể phục. Bộ phận còn lại là sau 35 tuổi,
là cái thời cơ vàng để những người tuổi Thìn bay lên, tinh hoa hội tụ chín mùi, vận mệnh một bước lên mây, giàu có nhanh chóng mặt. Những người tuổi Thìn sẽ ngồi trên núi tiền núi vàng, vang danh thiên hạ. Những người tuổi Thìn thì có cá tính mạnh mẽ, kiên cường và không ngừng phấn đấu, cố gắng để theo đuổi cái quyền lực và cái sự giàu có. Ở trong cuộc sống, những người tuổi Thìn sẽ là những người mà làm được nhiều cái việc lớn. Đa số họ đều xây dựng được cho mình cái cơ ngơi vững chắc, sự nghiệp bạc tỷ, nhà cửa đồ sộ. Ở trong tử vi phương Đông có nói, rồng là biểu tượng của tham vọng và là loài vật thống trị. Loài vật tưởng tượng này cũng là cái loài vật linh thiêng và được cung kính nhất trong số 12 con giáp. Do đó, những người tuổi Thìn thì cũng được cho rằng luôn tràn đầy cái năng lượng và cái sức mạnh của mình. Do đó, những người sinh năm Thìn cũng được cho rằng là người luôn tràn đầy năng lượng và sức mạnh để đạt được cái sự giàu có và quyền lực. Sau đây là một số cái gương mặt của những người tuổi Thìn giàu có bậc nhất Việt Nam. Ông Hồ Xuân Năng, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Hiện ông đang giữ 3 vị trí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vico Store, đúng không? Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Vico Quảng Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Stenstone. Ước tính tổng tài sản của ông lên hơn 8.000 tỷ. Mọi người vẫn thường gọi ông bằng cái tên rất tuyệt mỹ, đó là Năng Do Thái. Từ một cán bộ nghiên cứu nông nghiệp đến sở hữu một khối tài sản hàng ngàn tỷ đồng, đúng không? Trên sàn chứng khoán. Và nhân vật thứ hai được nhắc đến trong những người tuổi Thìn đó chính là ông Nguyễn Đức Thụy. Ông là tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nguyên quán tại Ninh Bình. Hiện tại ông đang nắm giữ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 4 công ty lớn. Thưa quý vị, như đã nói ở trên, rồng là loài vật đại diện cho sức mạnh và sự linh thiêng và được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng sinh thời thì tính tình sắc sảo, thông minh, sống ngang tàng, song lại thực sự là những người mà đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Sinh ra với tư chất là thông minh, lại được trời phú thêm cho sự may mắn. Những người tuổi Thìn có tướng làm lãnh đạo. Con giáp này thì đôi khi ấy, hay kêu than với bạn bè về những cái điều về cuộc sống. Song thực sự, đó chỉ là những cái vài cái khó khăn trong chốc lát. Vận trình của những người tuổi Thìn thì thường được hanh thông nhanh chóng. Đặc biệt, càng về già thì lại càng được hưởng an nhàn và phú quý. Những người tuổi Thìn thì rất giỏi quản lý, chi tiêu về tiền bạc. Họ không chỉ là những con giáp kiếm ra tiền mà còn biết giữ tiền, khiến cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. Là những người mạnh mẽ, hành động dứt khoát và quyết đoán. Con giáp này một khi mà đặt ra cái mục tiêu thì nhất định sẽ thực hiện được nó. Nhưng đôi khi do cái vận may chưa đến nên đôi lúc những người tuổi Thìn vẫn còn phải đối mặt với những cái khó khăn, những cái thách thức trong cuộc sống. Tử vi học có nói tuổi Thìn là những người vốn từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi nên cái việc nên làm việc gì cũng sẽ được dễ dàng hơn hẳn những người khác. Khi bước vào cái giai đoạn trung vận thì họ sẽ có được những thành tựu nhất định. Nếu như họ không trở thành đại gia như bao người thì ít nhất cũng sẽ có được cái cuộc sống sung túc, viên mãn, không thiếu thốn điều gì. Những người tuổi Thìn luôn biến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Họ không chỉ đặc biệt chú ý đến cái lòng tự trọng mà còn chú ý đến cả cái thể diện của mình. Vì vậy, dù họ có ăn mì gói ở nhà thì ra đường họ cũng phải rực rỡ, sang trọng và gây được cái sự chú ý. Với cái tâm thế không chịu thua, những người tuổi Thìn luôn cố gắng vận dụng cái đầu óc và cái sức sáng tạo của mình và đầu tư kiếm tiền làm giàu. Dù khó khăn đến mấy thì họ cũng không bao giờ họ buông xuôi. Khi về già, họ sẽ tích góp được nhiều của cải, tài sản, tiền bạc, đất đai. Sản nghiệp của họ thì đồ sộ, cuộc sống của họ ngập tràn trong phú quý giàu sang, khiến cho ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và thèm khát. Những người tuổi Thìn sinh ra đã thông minh, lanh lợi, phản ứng nhạy bén, quan sát, thấu đáo, sâu sắc. Đặc điểm này có lợi cho cái sự phát triển về cái tài năng quản lý kinh tế của họ. Họ thấu hiểu tường tận tỉ mỉ về cái việc quản lý tài chính của họ. Do đó, tài lộc thì cực tốt. Thông thường đối với những người tuổi Thìn, tiền bạc chỉ là lợi dụng một chút thủ đoạn còn con là có thể đạt được. Cái mục đích cao nhất của họ không quan trọng là tiền bạc. Cái mong ước lớn nhất của họ chính là thực hiện cái giấc mơ của mình mà thôi. Quan niệm về quản lý tài chính của những người tuổi Thìn rất rõ ràng. Nếu có thể hài hòa
coi cái việc thực hiện và lý tưởng hóa, coi việc kiếm tiền là cái lẽ sống, thì họ có thể trở thành một cái tỷ phú siêu sao. Tuy nhiên, nhìn vào cá tính của những người tuổi Thìn, nếu như mà thu vào nhiều thì chi ra cũng khá lớn. Bởi vậy, nếu họ muốn tiết kiệm và có kế hoạch đầu tư thì có thể sẽ theo đuổi một số cái nghề như là gì? Đầu tư cổ phiếu hay là chứng khoán, buôn bán bất động sản. Đó là một cách tốt nhất để gia tăng và giữ gìn cái tài sản của mình. Những người tuổi Thìn đa phần là được lộc trời ban, tài lộc thì thông suốt, gặp nguy thì hóa an, gặp dữ thì hóa lành. Song tốt nhất cũng nên thận trọng với cái tiền đồ của mình trong tương lai. Những người tuổi Thìn ấy thì trong thời gian này là những người thông minh, lanh lợi, cương quyết, hoạt bát, thẳng thắn, thành thật, khoan dung độ lượng, tràn ngập cái sức sống, phản ứng nhanh nhẹn. Họ thẳng thắn nên đôi khi hay mắc phải những cái chuyện thị phi. Họ tự kiêu thanh cao, song lại thành thật. Họ tự cho mình là trung tâm, song lại rất có khí phách. Những người tuổi Thìn họ đối xử với công việc một cách quyết đoán. Chỉ cần quyết định xong một cái việc nào đó là họ sẽ bắt tay vào thực hiện ngay. Những người tuổi Thìn là những người có tinh thần, có trách nhiệm, có năng lượng cao, năng lượng lúc nào dồi dào, có tiềm năng làm việc lớn và rất tự tin trước mọi việc. Họ biết suy luận, giỏi tính toán và có tài lãnh đạo. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn lại khá bị động trong tình yêu. Sau cái chuyện yêu đương của họ lại tiến triển rất là thuận lợi. Những người tuổi Thìn sinh vào các tháng âm lịch sau đây thì là những con giáp có số phận gặp nhiều cái may mắn hơn người. Thời còn trẻ có thể gặp nhiều cái khó khăn, nhưng bằng cái sự cố gắng, bằng cái sự kiên trì cộng thêm với cái may mắn phúc lộc trời ban mà những con giáp này sẽ có một cái hậu vận sung túc an nhàn sau 35 tuổi. Tháng đầu tiên được kể đến là tháng 8 âm lịch. Những người tuổi Thìn mà sinh vào cái tháng 8 âm lịch thì thường có những cái phẩm chất vô cùng là nổi trội. Họ thường là tâm điểm của mọi tập thể và thường có cuộc sống chu du, khám phá nhiều nơi trên thế giới. Hậu vận đại phú đại quý, tiền vàng, lộc tài, cứa gì, đất đai nhiều vô kể. Tiếp theo là những người tuổi Thìn sinh vào tháng 2. Với những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 2 ấy, thường rất may mắn và sớm thành công trong sự nghiệp của mình. Không những có được cái quyền lực, địa vị cao mà họ còn rất được nhiều người xung quanh yêu mến và tôn trọng. Hậu vận của họ đại gia tỷ phú, tiêu tiền quyển, nhà cao cửa rộng, xe sang đều đủ cả. Tiếp theo là những người tuổi Thìn sinh vào tháng 3. Những người tuổi Thìn sinh vào tháng 3 là những người mà có nhiều tài năng thiên bẩm. Những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 3 ấy, thì thường đảm nhiệm nhiều cái vị trí quan trọng trong công việc. Bên cạnh đó, họ cũng là những người mà có ý chí quyết tâm và có cực kỳ kiên định với cái trong cái cuộc sống. Hầu hết những người tuổi Thìn sinh ra vào cái tháng này thì đều đạt được những cái chức vị cao trong xã hội. Càng già thì lại càng lắm tiền nhiều của. Hậu vận sống an nhàn trong nhung lụa, được người đời ngưỡng mộ và thèm khát. Tiếp theo là những người tuổi Thìn sinh vào tháng 4. Thì với những người tuổi Thìn sinh vào tháng 4 thì là những người mạnh mẽ, thông thái và được nhiều người kính trọng, nể phục. Khi sinh ra, họ đã được định sẵn là sẽ đạt được cái danh vọng về tiền tài. Trong cuộc sống, hậu vận làm ăn, phát đạt một cách phi thường, vang danh bốn bể, chức cao vọng trọng, tài sản thì tiêu cả đời không hết. Tiếp theo là những người tuổi Thìn sinh vào tháng 7. Tuổi Thìn mà sinh vào tháng 7 thì được trời phú cho cái nhiều cái tài năng xuất chúng và cái lòng can đảm hơn người. Đây là những người mà đạt được cái thành công trong mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là về tài chính và tài lộc. Họ có cái sức khỏe dồi dào và rất được tôn kính. Họ là những người quản lý tài sản tốt hay những người trưởng thành, giàu có và là những cái cụm từ mà để nói đến cái sự thành đạt của những người tuổi Thìn. Cái sự thành công của những người tuổi Thìn sẽ khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ, xem họ là cái hình mẫu lý tưởng để cho con cháu mình nói theo. Những người tuổi Thìn thường mang đến cho mọi người cái cảm giác là lý trí nhạy bén và rất là sâu sắc. Tuổi Thìn còn gặp được rất nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Những cái vận may của họ thường đến với họ một cách bất ngờ và đôi khi họ cũng không thể ngờ tới được. Nếu như những người tuổi Thìn trong cuộc đời này khắc phục được những cái điểm yếu sau đây thì họ sẽ có cuộc sống sung túc, giàu có, viên mãn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Đầu tiên, những người tuổi Thìn hay lên mặt nạt nộ những người khác, có kỷ luật kém hay tự cao tự đại, không chịu nhận sai, thiếu cái linh hoạt trong cuộc sống. Tuổi Thìn không thể cưỡng lại được những cái màu hồng quá lãng mạn.
Tuổi Thìn hiếm khi thực lòng yêu quý những người khác. Vì thế trong tình yêu, những người tuổi Thìn thường không cảm thấy thất vọng. À ngược lại, đối với những người mà đến với họ thường cảm thấy là đôi khi phải nhấp chén đắng, ngậm đắng nuốt cay. Những người tuổi Thìn cầu toàn hay phê phán, thích chỉ trích những người khác và không thể chấp nhận được cái khả năng làm việc kém cỏi của họ. Tài hoa xuất chúng nên là khó tránh được cái sự tự phụ, tự kiêu, đôi khi không thể chịu nổi những cái bất lợi, những cái thử thách. Những người tuổi Thìn sẽ lẩn tránh khi mà gặp những cái thất bại, thiếu kiên nhẫn. Những người tuổi Thìn thì rất cần một tập thể, những người bạn tốt, có ý chí tiến thủ và thì họ sẽ có cái thành công được mỹ mãn hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn sẽ có cái mục tiêu phấn đấu, tiền tài sẽ rất sớm đến với những con giáp này. Còn nếu như những người tuổi Thìn cứ mãi mà giao du với những người thất bại hay là phàn nàn với cuộc sống thì họ sẽ gì bị bào mòn cái lý trí, mất đi cái sự cố gắng và sống một cuộc đời tầm thường nhỏ bé. Thành công không nhất định phải có nhiều cái học vấn và cũng không nhất định phải có nền tảng gia đình giàu có vững chắc, mà cần phải có một cái trí tuệ thông minh, chân thành trong cái việc đối nhân xử thế. Và quan trọng hơn cả là cái khả năng chịu thương, chịu khó, chịu khổ, có tinh thần phấn đấu, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Đằng sau phần lớn những thành công thì đều có một vài cái trang sử chua xót đau thương ít người biết đến. Có thể một trong số những người tuổi Thìn trẻ tuổi chưa giành được cái vinh hoa phú quý, chưa giành được cái sự hiển hách. Xong theo thời gian thì các bạn sẽ dần dần trưởng thành hơn. Tính cách càng lúc càng rắn giỏi, thành thục hơn. Và các bạn sẽ hoàn toàn có thể dựa vào cái thực lực của mình để gây dựng nên cái cơ đồ. Xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Thìn, con giáp may mắn, càng già càng giàu, có nhiều phúc lộc mà chúng tôi nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị, quý anh chị đừng quên comment, like để chia sẻ cùng mọi người, người thân, gia đình của mình cùng xem và ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.